Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món, đó là món cá biên hồng kho với bầu. Đây là cái dĩa cá biên hồng mà mình mới kho xong. Món hỏi luôn, rất là ngon, rất là hấp dẫn. Nguyên liệu để làm món này thì gồm có hai cá biên hồng. Cá biên hồng này lớn nè. Bầu một trái. Cái này bầu á, người ta bầu gọt sẵn rồi đó. Hành lá, ớt, kèm theo đó nó là gia vị. Bầu mua về người ta gọt sẵn rồi, mình rửa sạch. Cái bầu chẻ nó làm đôi xong sắc từng miếng vậy đó. Để dưới đáy nồi. Lát để cá lên kho luôn. Người ta làm sẵn rồi, mình về để mình cạo dãy, rửa cho sạch. Cá mình rửa xong rồi á, mình cứa ra làm ba. Hai cá lần chứ rưỡi. Dao nó hơi lục, mình cứa ra làm ba. Sau đó cho vào nồi. Đó, cho vào nồi để phía trên bầu. Rồi cho hết cá vào nồi. Rồi cho cá vào nồi, bắt đầu mình ớt. Cho vào một muỗng bột ngọt, khoảng 2-3 muỗng canh nước mắm, muỗng canh đường, chút nước màu, khoảng muỗng cà phê nước màu. Cho ít thôi, cho nhiều quá nó màu nó đen không có đẹp đâu. Rồi bây giờ mình đảo lên, đảo sơ lên cho gia vị nó được xuống dưới, cho nó đều gia vị. Mình chở cá xong rồi mình cũng gắp những con cá để trên bầu nha, không có cho nó chìm ở dưới. Rồi bắt đầu mình bắt bếp lên kho. Rồi mình kho đợi cho cái nồi cá của mình nó sôi lên. Sôi lên rồi mình cho nước vào. Rồi cá bắt đầu sôi lên này nè. Cá vừa sôi rồi bắt đầu mình sẽ cho nước vào. Rồi cho nước xăm sắp cá luôn. Rồi tiếp tục kho. Rồi cá sôi lên nó có bọt á, mình vớt bọt. Vớt cho nó sạch bọt. Cái sạch bọt rồi sau đó mình sẽ nêm nếm để cho vừa ăn. Rồi sau khi vớt bọt xong á, mình nêm nếm lại cho vừa ăn. Nêm nếm thì mình nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình nha. Khi đã vừa ăn rồi thì tiếp tục nấu. Nấu cho bầu và cá nó chín. Bầu lúc này vừa chín tới đó, cá cũng chín rồi, nhưng mà mình để nấu thêm xíu nữa. Rồi cho trái ớt vô luôn. Bạn dùng đũa bạn xăm vào miếng, bạn xăm vào con cá nó mềm nó chín là được. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho hành lá vào. Hành lá sắc khúc nhỏ, cho hành lá vào. Vậy là đã xong món cá điêu hồng kho bầu. Tắt lửa nha, múc ra đĩa. Vậy là mình đã chia sẻ xong món cá điêu hồng kho với bầu. Món này khi ăn bạn chấm với nước tương nha. Cho vào thêm xíu ớt nữa. Rồi. Cá điêu hồng thịt mềm ngọt, kho chung với bầu sẽ làm cho cá của mình nó ngọt hơn, ngon hơn.
khi ăn thì mình chấm vào xíu nước tương, ăn với cơm nóng rất là ngon luôn á. Mềm ngọt rất là ngon, ăn miếng bầu. Bình thường á, cá đi hồng kho không cũng đã ngon rồi, hôm nay mình kho với bầu sẽ làm cho món cá của mình ngon hơn, hấp dẫn hơn, ăn cũng đỡ ngán nữa. Ngon quá. Miếng bầu ở chín mềm thấm đều gia vị, ăn rất là ngon. Món này á, là mình ăn với cơm nha, không thôi mình ăn với bún cũng rất là ngon luôn á. Đơn giản như vậy là mình đã chia sẻ xong cái clip này nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hy vọng với những chia sẻ của mình để giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào các bạn.